Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cái chết bí ẩn của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An khi ông vừa mới 48 tuổi gây ra sự thương tiếc của đồng sự, đồng nghiệp và mạng xã hội. Nhiều người mong chờ Thứ trưởng Lê Hải An sẽ có vị trí cao hơn và đổi vận cho giáo dục nước nhà. Vào cái thời khắc định mệnh, Thứ trưởng Lê Hải An đã rơi từ tầng 8 tòa nhà Bộ Giáo dục, gói thuốc lá trên bàn và ly nước uống dở là nhân chứng câm lặng cho cái chết đến khó tin này. Tuy nhiên, tôi dành việc công bố nguyên nhân tử vong cho cơ quan điều tra và Bộ Công an, nơi có thẩm quyền phát ngôn về vụ việc này. Báo chí trong nước dành cho Thứ trưởng Lê Hải An sự kính trọng và tình cảm hiếm thấy đối với các quan chức Cộng sản Việt Nam qua đời theo cái cách đưa tin tai nạn. Theo xác nhận của Bộ Giáo dục Đào tạo, hơn 7 giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời do bị ngã từ lan can tầng 8 tòa nhà thuộc trụ sở Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo dự kiến, buổi sáng cùng ngày tại Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ diễn ra một hội thảo quan trọng với Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực bàn về kế hoạch phát triển và triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ thuộc giáo dục đại học. Tầng 8, nhà D, trụ sở giáo dục đào tạo là nơi bố trí căng tin phục vụ ăn uống cho cán bộ, nhân viên làm việc tại trụ sở bộ. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trước khi xảy ra tai nạn, Thứ trưởng Lê Hải An có mặt ở căng tin. Thời gian xảy ra vụ việc được xác định là 7 giờ 10 phút. Thời điểm này, nhiều cán bộ nhân viên đã có mặt ở trụ sở giáo dục đào tạo. Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Khoảng hơn 10 giờ, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An được chuyển đi. Hiện, cơ quan công an chưa có thông tin gì về vụ tai nạn. Tháng 11 năm 2018, ông Lê Hải An đang là hiệu trưởng trường Đại học Mỏ Địa chất thì được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo phụ trách bậc giáo dục đại học. Tháng 2 năm 2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Giáo dục Đào tạo. Chia sẻ về Thứ trưởng Lê Hải An, một số hiệu trưởng các trường đại học cho biết họ luôn nhận được sự ủng hộ của Thứ trưởng trong các đề xuất nhằm xây dựng, phát triển đào tạo thể hiện ở sự rốt ráo, xem xét xử lý ngay những việc thuộc phạm vi giải quyết của ông. Các cộng sự của Thứ trưởng Lê Hải An thời ông còn làm việc ở trường đại học Mỏ Địa chất nhận xét ông là người tận tụy hiếm có, luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Ông luôn theo sát, chỉ dẫn tỉ mỉ trong công việc của các cán bộ dưới quyền. Nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Lê Hải An phải đảm đương nhiều việc nhưng chủ yếu phụ trách mảng giáo dục đại học. Ông tiếp quản công việc với nhiều vấn đề phải xử lý trong bối cảnh luật giáo dục đại học vừa thông qua. Nhiều thách thức đặt ra trong việc thúc đẩy tự chủ đại học, cải thiện chất lượng đào tạo, xử lý những tiêu cực tồn đọng trong việc quản lý, kiểm soát hoạt động đào tạo của các cơ sở đại học. Vào cuối năm ngoái, tháng 11 năm 2018, khi có tin ông Lê Hải An sẽ nhận chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, một nhà báo chuyên đưa tin về hoạt động của chính phủ và quốc hội đã bày tỏ sự vui mừng lẫn lo ngại. Liệu một người trí thức không quen các phép tắc cung đình có thích ứng được với hệ thống hay không? Đó là lời tiên lượng về kết cục của một cá nhân hay tổng kết về lỗi hệ thống trong việc sử dụng hiện tại. Lẽ đương nhiên khi báo chí công bố ông Thứ trưởng ngã từ trên cao xuống qua một cái ban công cao ngất ngưởng thì chắc chắn dư luận sẽ dấy lên sự nghi ngại, chất vấn. Và tất nhiên cũng có những kẻ ra vẻ biết tin bên trong, đóng vai trò người quen của người chết, nói rằng đó là việc thật. Thôi xã hội đừng bàn để gia đình họ đau lòng. Người bình thường đương nhiên thấy ông ấy không có lý do gì tự vẫn, cũng không có lý do gì ngã được qua cái ban công cao ngất như thế. Người ta thiết kế tòa nhà không thể nào họ làm cái lan can để mà chỉ vấp ngã vào cái ghế hoặc cái gì đó khiến người ta có thể rơi ra ngoài ban công và rớt xuống đất. Còn nhiều yếu tố khác nhưng chỉ cần suy luận như thế thôi là đủ, ông ấy đã bị giết chết.
Ông thứ trưởng quê ở Hà Tĩnh, từ khi đất ấy được yểm bằng Formosa phát vùn vụt, ông thứ trưởng An chắc chắn hơn năm nữa là ủy viên trung ương, đảm bảo cho Hà Tĩnh là nơi có ủy viên trung ương đảng đông nhất như khóa trước. Nói về đấu đá, triệt một ông Hà Tĩnh lúc này hơi khó, ngay đến Võ Kim Cự cũng chỉ bị kỷ luật sơ sơ rồi hạ cánh an toàn hưởng thụ cuộc đời xa hoa. Hà Tĩnh, Hà Giang là những nơi có rất nhiều vụ việc tiêu cực trầm trọng, vi phạm pháp luật trắng trợn, nhưng lạ cái là điều được ông Nguyễn Phú Trọng bao che. Trong khi đó, nơi khác việc chỉ cần 1/3 như ở Hà Giang, Hà Tĩnh là ngay lập tức ông Trọng chỉ đạo xử lý để lấy niềm tin của nhân dân đối với đảng. Nực cười là riêng vụ thi cử xây dựng môi trường ở Hà Giang, Hà Tĩnh lại là những điểm gây mất lòng tin của nhân dân đối với đảng nhiều nhất. Vậy mà ông Trọng không đếm xỉa đến cán bộ nơi này, hoặc chỉ có một cách chiếu lệ. Thứ trưởng An được Thủ tướng Phúc mới cất nhắc lên thứ trưởng, chỉ thời gian ngắn vài tháng sau đó chiếm luôn chức bí thư đảng ủy Bộ Giáo dục nhờ quyết định của đảng ủy khối cơ quan trung ương. Ông Sơn Minh Thắng là bí thư khối này, nhưng ủy viên trong khối có quyền lực nhất là ông Trần Cẩm Tú, người Hà Tĩnh. Ông Thắng chỉ là ủy viên trung ương so với ông Trần Cẩm Tú là ở ban bí thư, chủ nhiệm kiểm tra trung ương, chức mà hàm của nó là ủy viên Bộ Chính trị. Trong khối này còn có một ông nữa đầy quyền lực hơn Sơn Minh Thắng là ông Nguyễn Thanh Bình, phó ban tổ chức trung ương. Nói gọn là ông Sơn Minh Thắng chỉ là bù nhìn, vì thực chất quyền lực trong đảng ông là cấp dưới của hai ông Hà Tĩnh kia. Ông An ngoài việc leo lên chức còn có việc ông kỷ luật các đồng chí của mình rất thẳng tay. Cả hai việc này dường như không chịu ảnh hưởng gì của Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tóm lại, việc ông lên chức và việc ông làm đều không hề chịu ảnh hưởng gì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, ông Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định hủy bỏ quyết định của ông An với lý do chưa được sự chỉ đạo của đảng cấp trên. Một người Hà Tĩnh được một người Hà Tĩnh nâng đỡ, người đó khuét to vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, góp phần đánh bật những quan chức ở đó, để rồi một người Hà Tĩnh khác trẻ là Đặng Xuân Khánh về cai quản Hà Giang với chức Tổng Bí thư. Nguyễn Xuân Phúc là người tích cực nhất thúc đẩy đưa vụ gian lận điểm thi ở các tỉnh miền núi phía Bắc ra ánh sáng. Những tỉnh miền núi này, những cứ điểm trung thành với ông Trọng, những nơi có lá phiếu ủng hộ ông Trọng. Ông Phúc là người đưa ông Lê Hải An từ hiệu trưởng một trường đại học lên hàm thứ trưởng Bộ Giáo dục, chờ sẵn vị trí thay thế Bộ trưởng Nhạ vốn dĩ đầy tai tiếng. Trước đây đã có dự báo nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc cấu kết với nhóm ủy viên Trung ương Hà Tĩnh thì quả thực ông Phúc sẽ trở thành một thế lực đáng sợ ở nhiệm kỳ tới. Tình hình thì dường như có vẻ hiện nay phe Hà Tĩnh đang được rất nhiều phe chú ý, mua chuộc lôi kéo về phe mình, hòng âm mưu xoán quyền ở đại hội 13 tới. Khi trước đó vài tháng Thủ tướng Phúc cho đàn em phanh phui ra vụ tiêu cực thi cử ở Hà Giang, đầu tháng 11 năm 2019, ông Trọng đã tiếp Bộ trưởng Nhạ ở Phủ Chủ tịch. Tại đây, ông Trọng phát biểu một câu mà ai cũng nhớ, đó là: mặc dù còn những hạn chế nhưng chưa bao giờ chúng ta có sự nghiệp giáo dục như ngày hôm nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã phát biểu như vậy, lời nói còn vang vang trong thiên hạ, gây nức lòng muôn dân. Thế mà ông thứ trưởng trẻ vừa mới được Thủ tướng bổ nhiệm đã lập tức ký ngay một quyết định kỷ luật đến 13 quan chức ngành giáo dục. Thử hỏi làm thế thì xấu mặt ai? Vậy giả thiết có thể như thế này: để cảnh cáo sự quá trớn của phe Hà Tĩnh, vì có một số kẻ bộc lộ ý đồ muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, các tay chân của Nguyễn Phú Trọng đã xử tử Lê Hải An, vừa ngăn chặn Bộ Giáo dục rơi vào phe Hà Tĩnh, vừa cảnh cáo cho những kẻ khác muốn ngả theo Nguyễn Xuân Phúc, phụng sự Nguyễn Xuân Phúc và phe phái khác phải dè chừng. Nếu sự việc diễn ra như vậy, những tay chân của ông Trọng sắp đặt làm chủ hết khả năng điều tra và bất kỳ các cơ quan nào, cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An phải là tai nạn, tất cả
sẽ phải chấp nhận lý do như thế, vì nếu muốn to hơn, rõ hơn, khác nào phá tan cái Đảng Cộng sản mà ông Trọng đang nắm đầu. Cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An được cho là rơi từ tầng 8 xuống đất, một lần nữa nhắc nhớ dư luận về những cái chết trước đây của các quan chức cao cấp như Nguyễn Bá Thanh, Phạm Quý Ngọ, Trần Đại Quang, Trần Bắc Hà mà đến bây giờ vẫn được coi là những cái chết đầy bí ẩn. Hôm 17 tháng 10 năm 2019, truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An tử vong sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà ở địa chỉ số 35 đường Đại Cổ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Sau đó, thông cáo báo chí phát ra từ Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận Thứ trưởng Lê Hải An từ trần do tai nạn vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 17 tháng 10 năm 2019 theo đúng thủ tục. Thi thể ông An đã được cho là đưa đi khám nghiệm tử thi để cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết. Rất nhiều câu hỏi đặt ra xung quanh cái chết của vị Thứ trưởng 48 tuổi này khi mới cách đây 2 tháng. Ông đã ký một văn bản kỷ luật hàng loạt công chức do vi phạm quy chế thi cử. Qua sự việc này, nhiều người nhớ lại buổi trưa định mệnh ngày 18 tháng 7 năm 2019 khi báo chí trong nước đồng loạt đưa tin ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chết trong thời gian bị tạm giam vào buổi sáng cùng ngày. Những thông tin sau đó khiến người dân lạc vào mớ hỗn độn, không biết ông Trần Bắc Hà chết trong trại giam hay chết trên đường đi cấp cứu. Và rồi những nghi vấn đó lại tắt ngấm khi truyền thông im bặt không thông tin gì về cái chết của ông Trần Bắc Hà nữa. Với những gì xảy ra như chúng tôi vừa nêu bên trên, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định rằng chính quyền đã nói dối. Xin trích: từ trước đến nay, qua hàng loạt cái chết bất khuất, khuất tất, bất minh và bị nghi ngờ rất nhiều bởi dư luận như cái chết của Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đặc biệt là Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính Trung ương, cái chết ở Yên Bái hay vụ Trần Đại Quang. Và cho tới bây giờ và là rất nhiều trường hợp như ông Lê Hải An, tôi chỉ thấy một điều, khi bắt đầu xảy ra những cái chết đó thì cơ quan chính quyền lập tức nói dối liên tục nhưng lại không có hệ thống. Mạnh cơ quan nào cơ quan đó nói dối và đá nhau lung tung. Ông Phạm Chí Dũng dẫn trường hợp mới nhất là ông Lê Hải An vào buổi sáng ngày 17 tháng 10 khi xảy ra cái chết của ông Lê Hải An, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã vội vã công bố rằng đó là một vụ tai nạn dù không có nhân chứng, không có vật chứng, không có camera ghi hình, không có hình ảnh nào cả. Ông kết luận, xin trích: dối trá là các phản ứng nhanh và nó đã trở thành các phản xạ có điều kiện ăn sâu vào não trạng của các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chỉ có thể rút ra một triết lý thế này đối với các cơ quan chức năng của các cơ quan Đảng Cộng sản: sự dối trá kéo dài từ lúc sống cho đến lúc chết. Hết trích. Quay ngược lại, cái chết của Chủ tịch nước Trần Đại Quang xảy ra vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 khi Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương loan tin rằng ông Trần Đại Quang mắc loại virus hiếm và độc hại trên thế giới, chưa có thuốc chữa. Cái chết của ông Trần Đại Quang không khiến người dân ngạc nhiên nhiều bởi vô số lời đồn đoán rằng ông đã bị vô hiệu hóa và bị đầu độc theo kiểu Nguyễn Bá Thanh trước đây được các Facebooker cập nhật, phân tích hàng ngày thông qua mạng xã hội, trong khi báo chí chính thống thì im lặng. Cái chết của ông Nguyễn Bá Thanh được báo chí loan chết ngày 13 tháng 2 năm 2015 cũng gây ra nhiều nghi vấn bởi sự giấu giếm bệnh tình của ông Thanh. Nhà nước chỉ chính thức loan tin khi trên mạng xã hội đã tràn ngập các tin tức hình ảnh của ông Nguyễn Bá Thanh trong bệnh viện ở nước ngoài. Xa hơn nữa là cái chết bất ngờ của ông Phạm Quý Ngọ vào tối 18 tháng 2 năm 2014, chỉ một ngày sau khi chính phủ công bố quyết định về tạm đình chỉ nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Công an do liên quan đến vụ án làm lộ bí mật nhà nước. Điều đáng nói, lúc bấy giờ nhà báo Phạm Như Phong đã loan tin trên mạng lúc 19h58 phút tối ngày 18 tháng 2 năm 2014 rằng ông Ngọ đã chết lúc 21h20 phút cùng ngày. Có nghĩa là ông Phong biết trước giờ mất của ông Ngọ trước đó ít nhất là 1h22 phút. Với nhà báo Võ Văn Tạo thì những cái chết như thế không phải ngay bây giờ xảy ra mà không phải chỉ ở Việt Nam mới có, ông dẫn chứng. Đối với những cái chết bất thường, bất minh của cán bộ, người dân
thì không rõ không chỉ là đặc thù ở Việt Nam đâu mà ở Liên Xô, Trung Quốc cũng có đây. Tôi nhớ có đọc cuốn Nửa Thế Kỷ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Sự Phản Bội của Mao Trạch Đông của tác giả Vương Minh, trước đây cũng là một trong những lãnh tụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó đã nói từ năm 1930 đến năm 1940 đã có những chuyện thanh trừng lẫn nhau bằng cách bỏ thủy ngân vô thực phẩm. Ở Liên Xô cũng thế, chuyện bí mật thủ tiêu nhau rất là nhiều, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Trở lại cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An, theo thông tin từ báo chí trong nước sáng ngày 17 tháng 10 năm 2019, cái ngày ông An chết, ông sẽ phải cùng với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm việc với Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại trụ sở Bộ. Chuyên gia giáo dục Trần Đức Cảnh, thành viên Hội đồng Quốc gia về Giáo dục và Phát triển Nguồn Nhân lực 2016-2021, viết trên Facebook cá nhân sau cái chết của ông An rằng, xin trích: "Chúng tôi làm việc với nhau tuy không lâu nhưng biết An là người có năng lực và nhiệt huyết trong việc cải tổ giáo dục đại học, một mất mát lớn cho tương lai ngành giáo dục." Hết trích. Ông Võ Văn Tạo nhận định cái chết của Thứ trưởng Lê Hải An là không bình thường. Ông An được cho là một người tài, một nhà giáo có năng lực, đặc biệt có tư tưởng giáo dục tiến bộ, có khả năng làm Bộ trưởng Giáo dục thay thế ông Bộ trưởng hiện nay là Phùng Xuân Nhạ vào năm 2021. Ở một góc nhìn khác, luật sư Phạm Công Út nhận định sinh tử là chuyện bình thường và trời kêu ai nấy dạ. Có những người là quan chức và khi bị bắt họ bị chết trong tù, hay những quan chức đột tử cũng xảy ra nhiều, không chỉ những người thay thế, những người bất tài vô dụng mới chết. Tuy vậy, ông nhận xét, xin trích: "Tôi thấy những cái chết của những người có vị trí lớn trong xã hội, mạnh mẽ, có tài và được lòng dân, có thể nói trong số 4 triệu đảng viên cũng có những người được lòng dân, thì cái chết đến với họ có thể sớm hơn số mạng của họ." Xin hết trích. Mãi mãi là bí mật, sau cái chết của nhiều quan chức từ xưa đến nay, từ cấp cao cho đến cấp thấp, gần như luôn gây nghi ngờ trong công chúng. Trên mạng xã hội có những câu mỉa mai như quan chức cộng sản hay rơi vậy nhỉ. Điều đó quả không sai khi nhiều vụ quan chức rơi từ trên lầu xuống đất trong vài năm qua, và báo chí trong nước loan tin có thể kể ra như giữa tháng 8 năm 2019, ông Phạm Văn Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, bị rơi xuống đất từ tầng 27 của tòa nhà Vinaconex 1. Ngày 16 tháng 1 năm 2019, ông Phan Tấn Nghị, Phó Tránh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, tử vong do rơi từ tầng 3 của trụ sở này xuống đất. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, nữ cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang tử vong sau khi nhảy từ lầu 2 tại một bệnh viện. Ngày 13 tháng 7 năm 2016, Thượng tá Huỳnh Hữu Khiêm đã rơi từ lầu 6 của trụ sở tử vong. Ngày 4 tháng 11 năm 2016, ông Lê Hoàng Vân, cán bộ công ty nhà nước, rơi từ tầng 4 trường Đại học Bình Dương xuống đất tử vong. Nguyên nhân cái chết được báo chí trong nước loan tải không hẳn khiến người dân tin tưởng, bởi nhà nước đã dối dân quá nhiều và người dân không còn bị mù thông tin như xưa sau khi họ có mạng xã hội. Ông Phạm Chí Dũng phân tích, xin trích: "Khi mà các cơ quan chính quyền tố cáo một số phần tử trên mạng xã hội, các thế lực phản động đã tung ra những cái thuyết âm mưu về cái chết của Nguyễn Bá Thanh, của Trần Đại Quang ở Yên Bái cho đến Lê Hải An, thì chính các cơ quan chính quyền cũng tung ra thuyết âm mưu vì họ không có cơ sở gì cả. Thật sự cho tới nay tất cả những cái chết mà tôi vừa đề cập đều vẫn còn bị nghi ngờ rất lớn trong dư luận khi họ nhắc đến." Hết trích. Nhà báo Võ Văn Tạo thẳng thắn nêu quan điểm của ông khi ông cho rằng một xã hội độc tài, thông minh, không minh bạch thì những cái chết trong xã hội đó cũng không minh bạch. Ông nói thêm: "Việc khám nghiệm tử thi điều tra có được công bố hay không, rồi công bố có đúng sự thật hay không lại là việc khác, người dân cũng chỉ biết đến thế. Nhà nước chủ trương bưng bít quá nhiều nên giả sử lần này có công bố đúng thì chắc gì người dân đã tin." Với cái nhìn của một luật sư, ông Phạm Công Út lên tiếng cho rằng sau cái chết cũng có những cuộc điều tra hoặc giải phẫu tử thi, giám định pháp y, nhưng
Người quan trọng nhất là gia đình của họ không lên tiếng nghi ngờ, họ chấp nhận cái chết đó là cái chết không có nghi vấn. Xã hội đặt vấn đề nghi vấn thì đó là quyền của xã hội, nhưng quyền cao nhất vẫn là gia đình của họ, những người ruột thịt. Ông nói thêm rằng, hãy dành cho gia đình họ lên tiếng, còn nếu họ sợ điều gì đó mà không lên tiếng thì lịch sử sẽ nói lại, và khi đó họ sẽ có những chứng cứ để chứng minh cho quan điểm của họ là có căn cứ. Hết trích. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.